dòng dõi Chúa Trịnh năm 1145 đến 1786. Trịnh Kiềm năm 1545 đến năm 1570. Trịnh Tùng năm 1570 đến năm 1623. Trịnh Tráng năm 1623 đến năm 1652. Trịnh Tạc năm 1653 đến năm 1682. Trịnh Căn năm 1682 đến năm 1709. Trịnh Cương năm 1709 đến năm 1729. Trịnh Giang năm 1729 đến năm 1740. Trịnh Doanh năm 1740 đến năm 1767. Trịnh Sâm năm 1767 đến năm 1782. Trịnh Tông năm 1782 đến năm 1786. Trịnh Bồng năm 1786 đến năm 1787. Văn Tổ Nghị Vương Trịnh Tráng năm 1623 đến năm 1652. Dư đảng của họ Mạc là Kính Khoan đang chiếm cứ đất Cao Bằng, nghe tin Trịnh Tùng chết, các con đánh nhau giành ngôi chúa, liền từ Cao Bằng kéo xuống Gia Lâm, người theo đông đến hàng vạn. Trịnh Tráng phải rước vua Lê chạy vào Thanh Hóa. Tháng 8 năm Quý Hợi năm 1623, Trịnh Tráng đem quân ra phá tan quân của Kính Khoan ở Gia Lâm. Kính Khoan một mình chạy thoát thân, trốn vào núi, kinh thành lại được yên. Tráng lại rước vua Lê trở lại kinh đô. Mùa đông năm đó, năm 1623, vua Lê phong Nguyên Súy thống quốc chính Thanh Đô Vương cho Trịnh Tráng. Khi lên nắm quyền, Trịnh Tráng đã cao 47 tuổi, từng trải việc quân việc đời, nên trong chính sách cai trị, Tráng khéo léo và mưu mô hơn các chúa trước. Để thắt chặt thêm quan hệ giữa nhà chúa với vua Lê, Trịnh Tráng đem con gái của mình, trước đã lấy chồng được 4 con với người chú họ của vua Lê, gả cho vua Lê, ép vua lập làm hoàng hậu. Vua Lê đành chịu chấp nhận việc đó. Năm Ất Dậu, năm 1645, Trịnh Tráng tuổi đã già, xin vua Lê phong cho con thứ hai là Tây Quận Công Trịnh Tạc làm khâm sai tiết chế các sứ thủy bộ, chủ dinh Trương Quốc quyền binh, tả tưởng thái úy Tây Quốc Công. Trịnh Tạc được chọn thay quyền cha giữ ngôi chúa. Sau quyết định này vài hôm, Trịnh Tráng bị cảm mạo, các con là Trịnh Sầm, Trịnh Lịch vì không được cha truyền ngôi bèn nổi loạn. Sau cả hai người con này đều bị bắt chém. Thời kỳ cầm quyền, Trịnh Tráng có chút công lao ngoại giao đáng kể, là vô minh từ chỗ chỉ phong tước An Nam đô thống sứ cho các vua Lê Trung Hưng, đến đây đã chịu phong cho Lê Thần Tông đã truyền ngôi cho con lên làm Thái Thượng Hoàng, làm An Nam quốc vương. Và mùa đông năm Tân Mão năm 1651 lại phong Trịnh Tráng làm phó vương. Năm Đinh Dậu năm 1657, Trịnh Tráng mất. Trải qua 30 năm cầm quyền ở phủ chúa, được vua Lê phong đến hết mức Thượng Chúa Sư Phụ, công cao thông đoán nhân thánh Thanh Vương, chết 81 tuổi. Theo website Họ Trịnh Việt Nam, video được thực hiện bởi kênh Bí Ẩn Sử Việt qua giọng đọc Trọng Tuân. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.